Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Bây giờ buổi chiều ngày hôm nay là ngày 5 tháng 8, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Hồng Loan cũng bị là cái phía bên kia nó cũng chính thức là nó dùng tiền cô chú anh chị đó, thì nó đã đánh sập cái trang Facebook buôn bán hàng của chị Hồng Loan rồi cô chú anh chị, và nói rằng là hiện tại bây giờ là phía bên kia nó rất là nhẫn tâm nha cô chú. Thì mới đây cô chú là chị Hồng Loan cũng xin thông báo là tiếp tục tạo thêm một cái trang Facebook mới nha cô chú, để là livestream để bán hàng nha cô chú anh chị, chứ không có thể nào mà đỡ cho phía bên kia nó lộng hành đến thời điểm hiện tại bây giờ nha cô chú. Thì cái trang Facebook mới của chị Hồng Loan là chị Hồng Loan cũng chia sẻ rồi, lấy cái tên là Hồng Loan con gái của cố nghệ sĩ nha cô chú, đó rất là vui luôn. Thì quay trở lại cái câu chuyện mà lý do mấy ngày hôm nay cô chú anh chị, thì những cái trang Facebook của cái nhóm yêu thương mà đến cô chú, thì hiện tại bây giờ là cũng bị những cái thành phần bên kia nè, đó nó bỏ ra những cái số tiền rất là lớn để là nó thơ những cái anh mà rành về bên công nghệ thông tin đó cô chú anh chị, là vào để đánh sập luôn. Thì cái nhân vật đó chắc có lẽ là cô chú anh chị cũng được biết đó là ai rồi. Thì hiện tại bây giờ là cũng có là một đôi tình nhân đó cô chú đó, nhưng mà không biết sao cô chú anh chị, buổi sáng ngày hôm nay thì cái chị Lê Lê á, là cũng tiếp tục lên một cái video mà nói về cái câu chuyện em thấy rất là nhục nhã dùm cho là mang cái tiếng là một người hoa hậu cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết đó, là hiện tại bây giờ là cái chị Lê Lê này chị rất là thù hận chị Hồng Loan nha cô chú, cho nên đó là chị Lê Lê tìm mọi cách để là phá chị Hồng Loan nha cô chú anh chị, đến nỗi mà cái trang Facebook của chị Hồng Loan để cho chị Hồng Loan livestream bán hàng để kiếm tiền để nuôi các con, mà cái bà này cô chú anh chị mà bà cũng nhẫn tâm bà làm như vậy luôn cô chú, bà triệt luôn cái con đường của chị Hồng Loan làm ăn luôn đó. Thì sau khi mà nó xảy ra cái câu chuyện mà giữa người anh với lại là chị Hồng Loan cô chú, thì bà này là bà cũng hiện tại bây giờ mà bà cũng đã đính hôn với lại là cái người anh này rồi, thì bà cũng thuộc kêu là vợ sắp cưới cô chú, cho nên là binh vực người chồng của mình đó, để bỏ tiền ra này, rồi thơ những hacker, rồi để đánh sập rất là nhiều cái trang Facebook luôn đó. Thì em đọc sơ sơ những cái trang Facebook mà cái nhóm không quay xe nha cô chú đó, thì đợt trước là chị Ni nè, rồi đến chị Bùm Bùm, rồi đến anh Võ Việt Băng nè đó, rồi đến nỗi mà anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đó cô chú, đợt trước thì cũng bị hack luôn cái Facebook ra đó, với lại là chị luật sư Tiết Ngọc nữa cô chú anh chị đó. Thì hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan mới đây thì cũng bị phía bên đó nó đánh sập tiếp hai cái Facebook liên tục luôn, thì chị Hồng Loan cũng rất là bức xúc, cho nên là chị Hồng Loan cũng vừa mới đăng tải cái bài viết lên là nói thẳng mặt là cái nhóm bên đó nha cô chú đó. Rồi chị Hồng Loan cũng đã là tạo cái trang Facebook mới rồi, thì em cũng mong rằng cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan là vào cái trang Facebook mới của chị Hồng Loan để mình nhắn vào và theo dõi cái trang Facebook của chị Hồng Loan nha cô chú, để cho chị Hồng Loan là livestream giới thiệu những cái mặt hàng để bán ở trên cái trang đó, rồi các cô chú anh chị xem mà yêu thích đó cái món hàng nào thì mua ủng hộ cho chị Hồng Loan nha cô chú đó. Dạ hôm nay là ngày 5 tháng 8 rồi cô chú anh chị, thì vừa rồi là chị Loan cũng có là đi ra ngoài công việc rồi nha cô chú đó. Thì quay trở lại cái câu chuyện drama của nhà chị Hồng Loan hiện tại bây giờ ở cô chú anh chị, phải nói rằng là cái bên cặp đôi bên kia cô chú nó không biết mất cỡ luôn, nó rất là nhục luôn cô chú. Nghĩ sao mà cái bà Lê Lê này cô chú anh chị bả lên cái video bả nói về cái vấn đề mà tình dục cô chú đó, rồi bà nói về cái con chim đồ này kia cắt kiểu luôn cô chú anh chị. Mình dù sao đi nữa cô chú mang một cái danh nghĩa cũng là một người có ăn có học, rồi cũng có là mang cái chức danh đó, là hoa hậu đồ này kia cô chú anh chị, mà lại làm như vậy cô chú rất là dơ bẩn luôn đó. Cái câu chuyện chăn gói của vợ chồng mà mình cũng lên mình nói rồi mình dạy người ta đồ này kia,
ủa cái chuyện đó mà cần gì đâu mà phải mình lên mình phê chi cô chú, phê làm gì cô chú anh chị, rất là nhục luôn á cô chú đó. Thì mới đây nữa cô chú là bên phía bên kia đó, cô cháu gái của cô chú anh chị là nó cũng vừa mới là chia sẻ một cái bài viết, nó nói về những cái món ăn chay của bên phía là quán hủ tiếu tình thương của cô Sáu cô chú đó. Thì bán là từ bữa mùng 1 tháng 7 này cô chú cho đến là ngày 15 tháng 7 đó, mà bán rất là nhiều món chay luôn cô chú anh chị. Thì em đọc sơ sơ có món bún mắm nè, rồi bún bún hế đó, rồi bún măng. Ủa bây giờ bán có một món mà cũng còn ớ lên ớ xuống, mà chia sẻ bán rất là nhiều món cô chú anh chị, bán rất là nhiều món chắc ớ nữa quá cô chú, chứ ai đâu ăn. Hiện tại bây giờ mình chỉ có một món hủ tiếu bò viên mà mình bán là cũng ớ cả nùi luôn, chiều lại thì mẹ con ăn ngập mồm luôn cô chú anh chị. Mà chia sẻ nói rằng là rằm tháng 7 này bà con hãy đến quán hủ tiếu của cô Sáu để ăn ủng hộ cô Sáu của chú anh chị. Ai ở đâu mà rảnh đến ăn ủng hộ cô chú, nếu mà ăn ủng hộ thì ra bên cái quán của chị Bùm Bùm này ăn ngon hơn nè cô chú anh chị đó. Các cô đến quán của chị Bùm Bùm ăn rất là ngon luôn, rất là yêu thương chị Bùm Bùm và chị Hồng Loan nha cô chú. Khắp nơi nơi đến ăn, ăn đến nỗi mà cái nước không à cô chú. Mấy cô mấy chú nói bán coi sao mà nó ngon dữ đó. Cái bò viên thì mình ăn vào nó dai, nó ngon cô chú chị đó. Cái bí viết thì đợt trước á là ông ngoại của chị Bùm Bùm á là cũng chia sẻ cái bí viết để làm ra cái bò viên cho nó được ngon nha cô chú đó. Bà con thì mới có 6 giờ là đã đến ăn ủng hộ rồi, lớp ngồi ăn ủng hộ nè, rồi ăn lớp thì mua đem về nhà luôn cô chú. Cho nên đâu phải như là cái bên phía bên kia buôn bán là ớ ẩm, mà bây giờ bà đặt lên cái bài viết nói bán rất là nhiều món ăn chay để phục vụ cho khán giả, cho bà con đến ăn, không ai ăn đâu cô chú đó. Thì em cũng mới từ ở nhà, em cũng đến nhà chị Hồng Loan thì em cũng đi ngang qua cái quán đó tiếu của cô chú anh chị đó, thì nhìn vào phải nói rằng cô chú bán rất là ớ luôn đó. Tại vì mình sống như thế nào cho nên là người ta đâu có yêu thương đâu cô chú anh chị đó, người ta ghét thì người ta đâu có ăn đâu. Người ta ăn bên đó nữa, người ta ra người ta ăn bún hủ tiếu bò viên của chị Bùm Bùm ngon hơn nè cô chú đúng không. Vậy mà cái cô chú gái này lên họp báo rồi trách móc cộng đồng mạng, nói rằng là tại sao lại đối xử với gia đình tôi như vậy, gia đình tôi đâu có làm gì đâu mà sao giờ không có bầu xô nào mời tôi đi hát, rồi tôi không có tiền, rồi muốn mở cái quán ra để buôn bán, để kinh doanh kiếm tiền nuôi gia đình mà sao không ai ăn ủng hộ. Ủa ai ăn cô chú anh chị, mà cứ nó kêu rằng tôi có làm gì. Ủa sao không làm, mình ở kế 2 năm trời mà mình đòi chiếm luôn cái căn nhà số 5 đồn địa điểm này mà kêu không làm cô chú anh chị, rất là bức xúc luôn chứ không làm cô chú. Rồi cô cháu gái này còn lên nói rằng là tại vì cộng đồng mạng tấn công quá, cứ mở điện thoại ra là thấy chửi gia đình của tôi. Ủa mình không làm gì ai chửi cô chú đó, mình tham quá cho nên là người ta mới chửi cho mình là cho mình biết nhục cô chú anh chị đó, chứ đâu phải là ở kế mà xách điện thoại đi kiện, cái đó là ai mà chấp nhận được cô chú anh chị. Rồi theo như em được biết đó cô chú, cái cô cháu gái này nó nói rằng là sắp tới nó sẽ mời bên cơ quan chức năng cô chú là làm việc với mấy anh em YouTube ở trước nhà chị Hồng Loan. Ủa chị làm cái gì mà bị chị mời cơ quan chức năng làm việc với mấy anh em YouTube trước nhà Hồng Loan? Tụi em ở trước nhà chị Hồng Loan quay là chị Hồng Loan cho phép tụi em đi quay mà cô chú, nhà đây là nhà của chị Hồng Loan mà, chị Hồng Loan cho quay thì anh em tụi em quay cho cô chú. Cô cháu gái đâu có quyền gì đâu mà mời cơ quan chức năng làm việc cô chú anh chị đó. Em rất là bức xúc luôn, cho nên là em làm cái video này để chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ là cái trang Facebook của chị Hồng Loan là cũng chính thức là đã bị hack rồi nha cô chú, cho nên là chị Hồng Loan cũng chia sẻ lên cái bài viết là đã tạo thêm một cái trang mới đó. Cô chú anh chị yêu thương chị Hồng Loan thì vào cái trang mới để bấm theo dõi nha cô chú. Dạ thôi giờ em xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.